MC Nguyễn Ngọc Ngạn rời trung tâm Thúy Nga trở về quê hương Việt Nam. Đáng lẽ phải nghỉ lâu rồi, năm nay tôi đã 76 tuổi. Quyết định này thực ra lý do chính là vì sức khỏe. Tức là trước đây tôi 2 lần phải vào cấp cứu, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ. Ông giải thích lý do ông quyết định thôi dẫn chương trình văn nghệ tại các show của trung tâm ban nhạc Thúy Nga sau gần 3 thập niên công tác. Nhất là lần cuối cùng sang Singapore vào tháng 11 năm 2019 để thâu hình Barry Panay bên đó, tôi vào cấp cứu bệnh viện Singapore. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói tiếp với BBC trong một cuộc trao đổi hôm thứ Ba, mà sau đây là một phần của cuộc trao đổi. Sau khi cấp cứu xong, phục hồi sức khỏe bình thường, tôi làm được show suôn sẻ. Nhưng ngay sau đó, cô Tô Ngọc Thủy là giám đốc trung tâm Thúy Nga và tôi có ý định làm một show nữa vào năm 2020, tức là năm vừa rồi tại Bangkok vào cuối tháng 8. Show đấy lấy tên là Nguyễn Ngọc Ngạn giả từ sân khấu. Lý do làm show đó tại Bangkok là để đón khán giả từ Việt Nam qua và làm một show tại Mỹ. Sau đó thì ngừng hẳn luôn, không làm nữa, kể cả những live show thường đi hàng tuần cũng nghỉ. Thứ nhất là tuổi tác, thứ hai vì sức khỏe, thứ ba, sau lần vào cấp cứu, tôi thấy sự có mặt của mình làm phiền những người xung quanh, phiền cho ekip làm việc cho Thúy Nga, từ ban giám đốc cho đến anh chị nghệ sĩ. MC có 2 người là tôi và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mà mỗi lần phải chạy cấp cứu, làm sự lo lắng của ban giám đốc cũng như anh chị em nghệ sĩ, bao nhiêu chuyên viên, cho nên tôi quyết định đã đến tuổi và đến mức sức khỏe không cho phép mình đứng trên sân khấu. Sau quyết định của ông, trung tâm Paris by Night theo ông biết có kế hoạch ra sao, nhất là trong việc tìm người thay thế ông làm MC cho các chương trình. Paris by Night dĩ nhiên vẫn còn cô Kỳ Duyên và còn một số người khác ở trung tâm Thúy Nga vẫn hay mời, chẳng hạn như anh Dũng hay Ngọc Hưng và một số người khác. Trước khi đi, vì trách nhiệm của tôi và cũng vì nhân tình giữa tôi với trung tâm Thúy Nga, sau khi làm việc gần 30 năm, tôi có ý kiến rằng nếu mời một người dẫn chương trình khác thay Nguyễn Ngọc Ngạn, thì có thể người đó phải làm MC theo một đường lối khác chứ không làm kiểu của Nguyễn Ngọc Ngạn được. Tại vì vấn đề tuổi tác, thứ hai vì ngày xưa tôi làm nghề giáo, tôi vẫn tự nhận là ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn, cho nên lối làm MC của tôi khác với những MC khác. Nếu bây giờ cho một người làm thay Nguyễn Ngọc Ngạn mà đi con đường của Nguyễn Ngọc Ngạn thì vất vả lắm, bởi thế hệ trẻ bây giờ không trải qua cuộc chiến, không trải qua thăng trầm của đất nước, cho nên kiến thức về tất cả những chuyện đã trải qua trong nửa thế kỷ vừa qua của Việt Nam có thể sẽ không nằm trong đầu họ như thế hệ của tôi. Bởi vậy cho nên có thể trung tâm Thúy Nga sẽ tìm một MC nhưng người đó đi theo một hướng mới, sẽ có những người thay thế mình và họ cũng vẫn sẽ có thành công mà không cần phải đi theo con đường của Nguyễn Ngọc Ngạn, là con đường của một ông thầy giáo. Đó là ý kiến cá nhân của tôi và tôi sẽ về lại quê hương Việt Nam. Về lại Việt Nam sau thời gian dài xa quê hương, Nguyễn Ngọc Ngạn đã cùng các nghệ sĩ đến thăm, tặng quà cho các nghệ sĩ lão thành tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ và trẻ em mồ côi ở làng trẻ em SOS Gò Vấp. Đây là lần đầu tiên ca sĩ nhạc vàng về Việt Nam sau gần 20 năm. Lần về nước này của Nguyễn Ngọc Ngạn đơn thuần là làm từ thiện và thăm quê hương chứ không tham gia hoạt động biểu diễn. Từ lâu, Nguyễn Ngọc Ngạn thành lập một quỹ thiện nguyện và thường xuyên gửi tiền giúp đỡ đồng bào trong nước gặp khó khăn. Thông qua đại diện của mình trong nước, đặc biệt là đồng bào miền Trung sau những cơn bão lũ, ông luôn hướng về vùng quê còn nhiều khó khăn của mình. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Ngạn trực tiếp về Việt Nam làm thiện nguyện sau nhiều năm chỉ thông qua đại diện của mình. Chuyến thiện nguyện này có sự tham dự của các nghệ sĩ hải ngoại và trong nước như ca sĩ Đan Nguyên, ca sĩ Kiều Giót, MC Đức Tiến, đạo diễn Cường Ngô, nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Rơi nước mắt về đoạn đời đau buồn cùng MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Vợ Nguyễn Ngọc Ngạn là ai? Cuộc đời và sự nghiệp của MC. Mặc dù nổi tiếng với vai trò là một nhà văn trước, nhưng kể từ lúc chuyển sang làm công việc người dẫn chương trình trên Paris by Night từ năm 1992, có thể nói ông đã trở thành MC thành công nhất hải ngoại, một tượng đài khó ai có thể vượt qua trong lĩnh vực này. Là một người nổi tiếng, ông nhận được nhiều sự yêu thương từ công chúng và đôi khi cũng ngược lại. Nguyễn Ngọc Ngạn không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều về mình, nhưng dù thế nào thì cũng không ai có thể phủ nhận được sự đóng góp của Nguyễn Ngọc Ngạn trong lĩnh vực dẫn chương trình. Trong một bài báo, nhạc sĩ Nam Lộc là người đã làm MC trước Nguyễn Ngọc Ngạn khá lâu, đã nói đại ý rằng chúng ta nên cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngạn vì nhờ có ông mà khán giả mới nhận thấy được rằng nghề MC cũng thật trang trọng trong các chương trình ca nhạc tập kỹ. Ông đặc biệt có năng khiếu trong cách nói chuyện và kể chuyện, có khả năng nói giống như viết, nói được một cách lưu loát, rành mạch, rõ ràng, dễ dàng truyền tải được nội dung đến người nghe. Khi nói về những công việc đã gắn bó với mình suốt hơn 40 năm qua, Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ rằng tất cả đều là sự tình cờ và ông chưa bao giờ chủ định sẽ làm công việc dẫn chương trình, cũng như công việc viết sách bắt đầu từ năm 1979 cũng là do hoàn cảnh đẩy đưa, khi ông đặt chân đến xứ người. Trước đó, ông là một quân nhân,
đồng thời là thầy giáo từ trước 1975. Cuộc sống ngoài đời của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng như sinh hoạt đời thường ít được nhiều người biết tới và nhiều người cảm thấy bất ngờ khi nghe ông tiết lộ. Tôi không có email, không có computer và là người nghệ sĩ duy nhất trên thế gian không có cell phone. Tôi không biết computer là gì, người ta cứ bảo tôi là email, tôi không hiểu email là gì. Người ta hỏi ông có vào Internet không, tôi bảo không biết Internet là cái gì mà vào. Việc không sử dụng những phương tiện hiện đại trong một xã hội văn minh tân tiến của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng làm cho ban giám đốc trung tâm Thúy Nga gặp khó khăn khi có việc cần liên lạc gấp. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Ngạn có lý do riêng cho việc không dùng điện thoại. Thủy với ông Lai bảo tôi là làm việc hàng ngày mà sao không có email, không có cell phone. Tôi trả lời là thứ nhất tôi không ra khỏi nhà, tôi xài cell phone làm chi. Như vậy, khán giả của Nguyễn Ngọc Ngạn biết thêm một sự thật về ông, người được coi là rất bận rộn với nhiều mối quan hệ, nhưng thực ra ông sống rất biệt lập cùng với vợ con tại tư gia ở thành phố Toronto, là nơi chỉ tiếp đón những bạn bè thân thiết. Ngoài những chuyến lưu diễn cho các live show hoặc thu hình cho trung tâm Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Ngạn dành thời gian cho việc đọc sách, viết sách hoặc coi phim. Nhất là phim thì tôi phải coi thường xuyên, gần như ngày nào cũng phải coi những show Mỹ để có thể học hỏi ở đó rất nhiều. Chính nhờ sự học hỏi và tìm tòi đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đã có thêm được nhiều kinh nghiệm để bổ sung cho hai nghề nghiệp chính của ông từ nhiều năm qua là viết văn và điều khiển chương trình. Trong đó, nghề MC của ông ngày càng tỏ ra lấn lướt nghề viết văn đã có từ năm 1979. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ngày 9 tháng 3 năm 1946 tại Sơn Tây. Là người con thứ ba trong một gia đình có 6 người con, 5 trai và 1 gái. Ông có một người em trai là nhạc sĩ Ngọc Trọng, tác giả bài Buồn Vương Màu Áo. Năm lên 8, Nguyễn Ngọc Ngạn theo gia đình xuống Hà Nội, sau đó ra Hải Phòng để di cư vào Nam năm 1954. Những năm đầu tiên, gia đình ông cư ngụ trong một xóm công giáo gần Củ Chi. Nhờ có một trí nhớ tốt cùng với đầu óc quan sát tinh tế khi còn nhỏ, những sinh hoạt diễn ra trong giáo xứ từ bé và nghèo nàn thời đó đã in sâu trong đầu cậu thiếu niên chưa quá 10 tuổi. Bối cảnh đó sau đó đã được Nguyễn Ngọc Ngạn khai thác để viết thành tiểu thuyết Xóm Đạo. Trời sinh cho tôi một trí nhớ rất đặc biệt, tức là có những chuyện gì tôi đọc qua hoặc nghe người ta kể qua một lần thì có thể mấy chục năm sau tôi vẫn nhớ. Mặc dù trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày sẽ thành nhà văn, nhưng Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết nhờ mê đọc sách từ khi còn nhỏ đã giúp ông rất nhiều trong nghề viết văn, công việc chỉ đến một cách tình cờ sau khi ông rời Việt Nam. Năm 1957, gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn di chuyển vào Sài Gòn và cư ngụ trên đường Thoại Ngọc Hầu, vùng ngã ba Ông Tạ. Những năm trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tòng đến năm đệ nhị. Nhờ đậu cao kỳ tú tài 1, ông được nhận vào trường Chu Văn An và lấy bằng tú tài 2 tại đây. Một điểm đặc biệt là trong những năm theo học tại trường Nguyễn Bá Tòng, ông luôn giữ vai trò trưởng ban kịch của lớp. Ít người ngờ rằng một nhà văn, một MC nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Ngạn khi còn trẻ lại nuôi giấc mơ bước vào lĩnh vực kịch nghệ, mặc dù tự nhận có năng khiếu về văn chương. Khi lên đệ tam, Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển qua ban văn chương để được giáo sư Pháp Văn là nhạc sĩ Lê Thương chú ý đến khả năng đóng kịch, nên đã khuyến khích theo học bộ môn này tại trường Quốc gia âm nhạc. Tuy nhiên, sau 2 tháng theo học, Nguyễn Ngọc Ngạn nhận ra mình bị hạn chế rất nhiều trong lĩnh vực này vì cận thị nặng, và thời gian đó cũng chưa có contact lens như hiện nay để hỗ trợ. Sau khi quan sát những vai diễn trên sân khấu, ông cho rằng nếu có đóng kịch thì chỉ có vai trò thầy giáo là thích hợp nhất đối với mình, do cặp kính cận dày cộm. Ngoài ra, cha mẹ ông đã khuyến khích con nên chú tâm học hành để lấy được bằng tú tài toàn phần hơn là khuyến khích đi theo con đường văn nghệ. Hết trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học Đại học Văn khoa và sau đó trở thành giáo sư ngoại ngạch cho một số trường công. Ngoài giấc mơ trở thành một diễn viên hay một nhà viết kịch lúc còn trẻ, Nguyễn Ngọc Ngạn còn mong muốn thực hiện những công tác xã hội. Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ngạn bước vào đời sống quân ngũ sau khi lập gia đình với một nữ sinh trường St. Thomas tên Lê Thị Tuyết Lan. Đầu tiên ông ở sư đoàn 9 bộ binh, sau đó được đổi về tiểu khu Định Tường, nhưng không về tiểu khu mà về tiểu đoàn tác chiến ở quận Cái Bè. Nhớ lại cuộc đời quân ngũ, Nguyễn Ngọc Ngạn có rất nhiều kỷ niệm, nhưng ông nhớ nhất là những kỷ niệm trong thời gian phục vụ tại tiểu đoàn địa phương quân tác chiến. Gần như cả một tiểu đoàn không có một người nào là người Bắc cả, cho nên trong tiểu đoàn, ông tiểu đoàn trưởng không cần nhớ tên tôi. Ông ấy cứ kêu tôi là Thiếu úy Bắc Kỳ. Tại đây, Thiếu úy Bắc Kỳ giữ chức vụ trung đội trưởng vũ khí nặng vào khoảng năm 1972, sau đó Nguyễn Ngọc Ngạn được làm đại đội phó và một thời gian sau được chuyển về bộ chỉ huy và cuối cùng được làm sĩ quan quản trị nhân viên, coi quân số của tiểu đoàn.
Đến năm 1974, khi Nguyễn Ngọc Ngạn mới có con được nửa năm thì được Bộ Giáo dục biệt phái về dạy học tiếp với cấp bậc trung úy. Sau khi dạy được đúng một niên khóa thì xảy ra biến cố năm 1975. Sau thời gian đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đi tù và được trở về vào năm 1978, rồi tìm đường ra nước ngoài với người vợ đầu tiên cùng con trai lúc đó được hơn 4 tuổi. Chuyến hải hành kinh hoàng đó đã đưa ông sang bên kia đại dương, nhưng lại mất đi hai người thân yêu nhất là vợ và con. Sự kiện đó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Nguyễn Ngọc Ngạn. Để từ đó, ông mang nhiều suy tư khi hồi tưởng về thân phận những người phụ nữ. Sau khi đặt chân đến Canada năm 1979, ông bắt đầu bước vào nghề viết văn với tiểu thuyết đầu tay Những người đàn bà còn ở lại. Ba năm sau, ông tái hôn lần thứ hai vào ngày 19 tháng 6 năm 1982 với một thiếu nữ tên Diệp, khi đó 28 tuổi.